Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi bài học mô phỏng động lực học với phần mềm Rakuten. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài 2, ma sát của vật nằm trên mặt phẳng nghiêng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là ma sát cho các vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. Thì đối với mặt phẳng nghiêng nó cũng sẽ tương tự với mặt phẳng ngang. Chúng ta cũng sẽ áp dụng định luật 2 Newton và chúng ta sẽ có là tổng hợp của các lực nó sẽ bằng M nhân A. Ở đây tổng hợp các lực là Fk, F ma sát sẽ ngược chiều với Fk. Fk ở đây chính là F kéo nha các bạn. Và lực B chúng ta sẽ phân tách làm hai hướng. Đó chính là lực B song song với là mặt phẳng. Và lực B sẽ vuông góc với mặt phẳng. Và cuối cùng chúng ta sẽ cộng cho là phẳng lực N. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiếu lên các trục OI và OX. Đầu tiên chúng ta chiếu lên trục OI. Chúng ta sẽ có là N sẽ bằng với là B nhân cho cos alpha. Vì hai lực này nó sẽ đối chiếu nhau nè các bạn. Thì để lực N này bằng với lực B này thì chúng ta sẽ có là, để tính được cái đoạn B vuông góc này nè các bạn. Các bạn sẽ có là lực B này nhân cho cái góc góc ở đây. Góc ở đây chính là góc alpha đây nè các bạn. Dựa vào các là công thức trong tam giác hoặc là hình học tam giác, các bạn có dễ dàng suy ra được đây là góc alpha. Thì các bạn sẽ được là B nhân cho cos alpha. B ở đây chúng ta sẽ bằng là MG. Đây, rồi chúng ta sẽ ra được công thức 1. Tương tự, chúng ta sẽ chiếu lên trục OX. Trục OX là trục ngang này nè các bạn. Nó sẽ song song với là mặt phẳng. Thì chúng ta sẽ có được là F kéo trừ cho cái F ma sát ngược lại. Và chúng ta sẽ cộng cho lực B. Lực B là cái đoạn này nè các bạn. Chúng ta cũng sẽ dùng là các chúng ta sẽ dùng các công thức lượng giác cho trong tam giác. Thì chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được là cái cạnh này sẽ là bằng với cạnh này và sử dụng là B đem nhân cho sin alpha, sin của góc này sẽ ra được là đoạn này và sẽ bằng MA. Chúng ta thế 1 vào 2 thì chúng ta sẽ ra được cái công thức như sau. Fk trừ cho mu mg nhân cho cos alpha cộng cho mg nhân cho sin alpha sẽ bằng MA. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được gia tốc A sẽ bằng với là cái Fk trừ cho mu mg nhân cos alpha cộng cho mg nhân cho sin alpha và tất cả đem chia cho là khối lượng là m. Đối với vật đi lên thì cũng sẽ tương tự đối với vật đi xuống nên mình sẽ không sẽ giải thích cái phần này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu qua bài toán thực tế. Chúng sẽ bắt đầu phần tiếp theo, đó chính là bài toán thực tế. Ở bài toán thực tế mình cũng sẽ có một vật với khối lượng là 50 kg. Và hệ số ma sát tĩnh ở đây mình sẽ cho là 0,4 và ma sát động mình sẽ cho là 0,3. Và gia tốc trọng trường sẽ là 9,80665 m trên giây bình phương. Ở đây là mặt phẳng nghiêng với một góc alpha. Góc alpha ở đây là góc mình cần tìm. Đối với bài mặt phẳng nghiêng này nó sẽ khác với bài của mặt phẳng ngang. Đó chính là mình sẽ không có lực tác động. Và cái câu hỏi mình đặt ra ở đây đó chính là cái góc alpha bạn cần bao nhiêu thì để vật nó sẽ tự chuyển động. Thì quay lại trở lại slide trước, chúng ta sẽ có là công thức là gia tốc A sẽ bằng với là Fk trừ cho mu nhân cho mg nhân cos alpha cộng mg nhân cho sin alpha chia cho tất cả đem chia cho m. Rồi. Thì đối với công thức này, vì ở đây là vật đứng yên không có lực tác động nên Fk ở đây của mình sẽ bằng 0. Và khi vật đứng yên thì gia tốc nó cũng sẽ là bằng 0. Rồi khi đó các bạn sẽ bắt đầu thế số vào. Rồi đầu tiên chúng ta ở đây khi vật đứng yên thì vật đang ở ngưỡng của ma sát tĩnh. Thì sẽ là thế vào mu s sẽ bằng là 0,4. Khối lượng của vật là 50 kg. Đem nhân cho gia tốc trọng trường là 9,80665. Rồi đem nhân cho cos alpha. Rồi các bạn sẽ cộng cho là 50 nhân cho 9,80 0665 nhân cho sin alpha và chia cho 50 là khối lượng. Rồi từ đó các bạn sẽ là suy ra được là ở đây mình chuyển vế nha các bạn, là lấy 0,4 nhân 50 nhân cho 9,8 chuyển qua bên vế tay trái thì mình sẽ được là 196,133 cos alpha nhân cho cos alpha. Còn bên đây mình sẽ giữ lại là 50 nhân cho 9,8 nhân cho sin alpha sẽ ra được là 490,33. Rồi bây giờ tới bước này mình sẽ là chia hai vế cho cos alpha. Thì mình lấy là 196 đem chia cho là 409 thì mình sẽ được là 0,4 là 2/5 ở các bạn. Còn bên đây sin chia cho cos sẽ được tan
Từ đó mình suy ra góc alpha sẽ bằng arc tan của 0,4 sẽ bằng với là 21,8014 độ. Nghĩa là khi vật nó trên, khi các bạn đặt vật ở trên một mặt phẳng nghiêng không có lực tác động vào, là chỉ cần là các bạn đặt ở cái góc 21,8014 độ và hoặc là lớn hơn thì vật nó sẽ tự chuyển động. Còn nếu không thì vật nó sẽ đứng yên. Và bây giờ sau đây mình sẽ bắt đầu là mô phỏng kiểm nghiệm với phần mềm Recadin. Bây giờ mình sẽ sử dụng mô hình của bài 1 và mình sẽ chỉnh sửa lại một xíu để phù hợp với bài 2 nha các bạn. Mô hình của bài 2, thứ nhất là vật sẽ là khối lượng 50kg. Mình sẽ Property và mình sẽ sửa lại là 50kg. Rồi, cái thứ hai đó chính là ở bài 2 chúng ta sẽ không có lực tác động vào nữa, đúng không? Thì mình sẽ là xóa đi cái phọt ở đây, phần phọt ở đây mình sẽ là, các bạn có hai cách, một là các bạn xóa đi luôn, hai là các bạn inert, thì mình sẽ xóa đi luôn đi. Rồi, còn phần khớp trượt thì tất nhiên các bạn cũng sẽ giữ nguyên lại và các bạn sẽ sửa lại cái phần stiction and sliding, là sửa lại theo đúng cái thông số của mình, của bài toán mình đặt ra ở đây là 0,4 cho ma sát tĩnh và 0,3 cho ma sát động. Rồi, ok, các thông số còn lại thì mình sẽ giữ nguyên. Rồi, ok. Tiếp theo đó là các bạn phải cho, theo mình tính ở đây á, là một góc là 21 độ đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ là tạo một cái độ nghiêng. Để tạo được cái độ nghiêng này thì các bạn sẽ là chọn cái ký hiệu này nè bạn, Basic Offset Control, các bạn sẽ bấm vào thì nó sẽ ra được một cái bảng ở đây và gồm 3 hướng, 3 cách chọn lựa cho mình. Thứ nhất là tịnh tiến, thứ hai là xoay, thứ ba là vừa tịnh tiến và vừa xoay. Thì mình sẽ chọn ở đây là xoay. Giả sử ở đây mình chọn một góc là 21 độ coi. 21 độ. Đây, bạn nhập ở đây 21. Rồi, các bạn sẽ chọn là vật thể để các bạn xoay. Giả sử ở đây mình xoay là cái phần là brow trước. Ở đây góc 21, mình sẽ quay theo trục Z. Ở đây nó cho mình quay theo các trục này các bạn. Thì mình ở đây xoay theo trục Z theo hướng là cùng chiều kim đồng hồ. Rồi, đây là góc 21. Kế tiếp mình sẽ xoay tiếp là cái vật của mình, đấy, cũng thành góc 21 độ. Rồi. Ở đây mình dương cái marker để mình sẽ xóa đi cái marker. Mình coi cái marker này, marker số bao nhiêu đây. Delete, rồi xóa đi ha. Cái đó dư thôi, xóa cũng không sai các bạn. Rồi để kiểm tra thì các bạn coi cái tọa độ của phần marker mấy con một này coi là nó đang bao nhiêu. Mình xin lỗi, mình nhầm. Ở đây thì chắc mình coi cũng cái một ở đây. Đây các bạn sẽ vào maker 2 property, các bạn coi ở đây là 21 độ này. Cái này là sai số một xíu thôi, nó cũng không ảnh hưởng lắm nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy mô phỏng qua analyze dynamic. Tất cả các thông số thì mình sẽ giữ nguyên như cũ, mình sẽ không thay đổi bất cứ cái gì hết. Rồi, cho tác động trường giữ nguyên rồi, mình sẽ bắt đầu mô phỏng. Theo lý thuyết thì là nếu các bạn đặt ở góc dưới 21,8 độ thì vật nó sẽ không chuyển động đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy. Rồi, như các bạn đã thấy, vật nó không chuyển động đúng không? Rồi, như thế là nó đã đúng với lý thuyết. Thì ở đây, để dễ dàng cho việc các bạn theo dõi hơn thì mình sẽ chỉ các bạn thêm một cách nữa, đó chính là các bạn sẽ xuất ra một cái là gọi là anti-tie ở đây. Một cái biểu đồ để mình coi luôn. Ví dụ như mình coi là cái distance của nó đi, cái khoảng dịch chuyển của nó. Distance bot đi. Rồi, ở đây anti-tie name đó chính là các bạn sẽ chọn là cái tọa độ của nó đó các bạn. Name ở đây là nghĩa là cái mục tiêu mà bạn đang muốn theo dõi á, thì mình sẽ bấm vô ET ở đây để mình chọn những cái nào mà mình muốn theo dõi. Ở đây mình đang theo dõi thằng bot thì mình lấy thằng CM của nó mình bỏ vào. Đây, sau khi nó sẽ hiện được như thế này là ok nha các bạn. Còn component thì các bạn sẽ muốn theo dõi nào? Ở đây mình sẽ trượt theo trục OX.
OX nên mình sẽ chọn position theo TX. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chọn vô display để cho nó hiển thị. Rồi, các bạn bấm OK. Nó sẽ ra một cái đây. Đây là biểu đồ dịch chuyển của nó. Thì như các bạn có thể thấy là vị trí ban đầu của nó thì đang ở là 247,547 và sau 10 giây thì nó chỉ nhích một xíu thôi, nó không nhích nhiều. Cái này là do là phương pháp số nên là nó có sai lệch một xíu nên nó cũng không ảnh hưởng lắm. Rồi, để rõ hơn thì các bạn sẽ là xuất ra cái phần là resource ở bên đây. Và bây giờ mình sẽ là xuất biểu đồ của nó ra. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu xuất biểu đồ nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ xuất biểu đồ ma sát trước. Thì ở đây các bạn có thể thấy được là cái lực ma sát hiện tại đang là 175,7194. Thì chắc hẳn các bạn cũng chưa rõ tại sao ra được cái con số này. Thì ok, để mình sẽ hướng dẫn các bạn. Là bây giờ nhìn vào cái hình này các bạn có thể thấy được rằng để vật có thể chuyển động được thì các bạn phải có một cái lực nào đó kéo nó xuống đúng không? Ở đây chính là lực B ở đây nè các bạn. Vì ép kéo ở đây bằng 0 nên chỉ lực có thể tác động cho nó chuyển động được có thể là lực B thôi. Lực là gia tốc cộng trường song song với là cái mặt phẳng nghiêng này. Và hiện tại vì vật chưa chuyển động nên lực B này nó sẽ là bằng với là cái lực ép ma sát. Và cái lực B này mình sẽ được tính là đó chính là bằng cái thanh B này đem nhân cho là cái góc alpha ở đây là sin alpha. Thì mình sẽ tính ra được cái là lực ép ma sát hiện tại nó bằng như sau. Ở đây lực B chính là bằng Mg50 đem nhân cho gia tốc trọng trường 9.80665 đem nhân cho là sin của alpha. Alpha ở đây mình đang đặt là góc 21 độ đúng không? Đây, nó sẽ ra được 175,7194 để coi lại đúng không nha các bạn. 175,7194. Ok, đúng rồi ha. Như vậy là mô phỏng nó đã đúng với lý thuyết. Ok, tiếp theo mình sẽ cho các bạn coi các biểu đồ khác. Ví dụ như ở đây là biểu đồ vị trí nè các bạn. Vật nó sẽ giữ nguyên, nó không thay đổi theo thời gian. Đúng không? Chỉ có dịch chuyển một tí xíu ở ban đầu là do phương pháp số nó bị sai lệch ở trên mô phỏng thôi, điều này nó không quan trọng. Và kế tiếp vì ở đây vật chưa chuyển động nên gia tốc của nó vẫn sẽ luôn bằng 0. Đây, các bạn có thể thấy nè. Vì ở đây phương pháp số nên nó sai lệch một xíu nha các bạn. Để chính xác hơn thì các bạn nên là tăng cái là cái maximum time step này lên. Nhưng mà vì máy mình hơi yếu nên là mình sẽ giữ là 10 mũ trừ 3 thôi. Ok. Rồi, vậy coi như là cái phần là kiểm nghiệm với là cái góc bé hơn là 21,8 độ là đúng với thực nghiệm rồi. Bây giờ mình sẽ thử tăng lên cái góc này lên là 21,9 độ coi xem vật có chuyển động được không ha. Thì đầu tiên mình cũng sẽ trả vật về là cái góc ban đầu trước đi cho nó dễ. Đây, 21. Rồi, ok, mình bắt đầu cho 21,9. Cho vật xoay theo trục Z 21,9 độ. Rồi, kiểm tra thử coi vật nó đang nằm đúng 21,9 không ha. Rồi, gần 21,9. Do phương pháp số này thì phần mềm mô phỏng nó sai lệch một xíu nhưng không ảnh hưởng bao nhiêu đâu các bạn. Rồi, mình sẽ bắt đầu mô phỏng. Rồi đây các bạn có thể thấy được vật nó sẽ bắt đầu chuyển động tăng dần theo thời gian này các bạn. Vị trí nó sẽ thay đổi theo thời gian đây. Rồi để mình xuất biểu đồ coi. Rồi đây đầu tiên mình coi cái ma sát trước ha. Đây coi ra 136,4844. Rồi ok. Các bạn biết làm sao ra được con số này không ạ? Để mình quay ngược trở lại với là cái kiến thức cũ xíu ha. Mình sẽ có ép ma sát. Vì ở đây là lực ép ma sát nên nó có công thức là mu đem nhân cho n. Bởi vì vật đã chuyển động nên mu ở đây mình sẽ sử dụng là hệ số là ma sát động. Nên mình sẽ có ở đây mu ở đây là 0,3 với hệ số ma sát động.
N ở đây nó sẽ bằng với là B. Bằng với B thì B sẽ bằng là MG. M ở đây sẽ là 50. G sẽ là 9.80665. Và các bạn phải nhân thêm cho cái góc cos alpha. Các bạn biết tại sao không ạ? Vì F ma sát sẽ bằng với là mu đem nhân cho N, đúng không các bạn? Thì với N ở đây của mình nó lại bằng với là cái B vuông góc, nên từ đó mình có công thức N bằng B nhân cos alpha này 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 các bạn. Góc B vuông góc thì sẽ bằng là B này đem nhân cho cos alpha. Rồi. Từ đó mình thế số vô được sẽ là 0,3 nhân cho 50 nhân cho 9.80665 nhân cho cos của góc alpha ở đây hiện tại mình đang đặt là 21.9. Đây, nó sẽ ra được 136.4844. Rồi, mình sẽ quay lại phần mềm Rekindle để kiểm tra thử. Đây, track. Đây, 136.4844. Đúng rồi, phải không các bạn? Vậy là giữa lý thuyết và mô phỏng đã chính xác. Ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua biểu đồ tiếp theo, đó là biểu đồ thay đổi vị trí. Thì các bạn có thể thấy được là vị trí của vật nó sẽ thay đổi theo thời gian nè, nó sẽ tăng dần, đúng không? Rồi. Và vận tốc nó cũng sẽ tăng dần theo thời gian nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy được đây, vận tốc sẽ tăng dần theo thời gian. Rồi. Ok, thì sau đây là mình đã hoàn thành cái việc hướng dẫn cho các bạn việc là chỉnh sửa là cũng như là tính toán là theo các công thức là và từ bài tập lý thuyết mà mình đưa vào được là các dạng bài tập thực tế và mô phỏng trên phần mềm Rekindle. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết bài của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.